Một ngày đi quay của Nick. Trước tiên phải đi shopping vì đang giảm giá. Được. Mua không? Nên mua không? Chị nên mua. Đau lòng, về nhà xem World Cup thì tự nhiên gặp bạn này. Giữa hiệp còn được ăn bánh của Chí nữa. Cắn thử một miếng thì và bây giờ là tiết mục chính. Đi đá banh và gặp thần gánh. Hôm nay đội Nick giao lưu với RMIT nha. Khi khởi động vào trận thì tỷ số là 3-3, nên là 3-3 nha.